Tổng kho Lao Thiên xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay miền Bắc thì thời tiết cực kỳ đẹp. Bây giờ thì nói thật với anh em là đánh các loại chim rồi. Chim gì cũng đánh, chim gì bây giờ nó cũng đi. À, nhất là mắt đỏ cua hoa này, trích này, vạc này, rẽ. Rẽ thì chỗ em không biết dạo này làm sao, từ hôm lụt đến giờ rẽ nó kém cực luôn. Còn mà còn lại còn không thấy con đuôi xòe đi. Không biết chỗ các bác thế nào. Hôm nay thì hôm kia bắt đầu là đánh cả te nữa các bác, nhưng mà hôm qua được một con, hôm nay may quá gỡ gạt được 5 con, không thì móm nặng các bác. Chỗ các bác tình hình nào, chim gò nào? Nhưng chỗ em này thực sự ra bãi gì cũng đẹp đấy, nhưng mà mặt nước các thứ ruộng nước đẹp không thấy con rẽ đâu các bạn, riêng đặc biệt con rẽ là không thấy đâu. Và hôm nay được đúng một con vạc từ chiều tối các bạn, một vạc từ chiều tối còn đâu vạc cũng không thấy có, không thấy xuống luôn, được đúng đàn te các bạn. May được đúng đàn te, lúc nãy còn một con te nữa nó định xuống nhưng mà nó mắc đi, chú đánh ngói giờ nó không xuống các bạn. Đây được đàn te đầm đúng thẳng dưới luôn. Đây, bãi như này rẽ được xuống ngay đúng không các bác? Bãi cực đẹp luôn, làm cực cẩn thận đẹp luôn. Mà nó không xuống. Không thấy có rẽ luôn, kiểu rẽ bay ở đồng mọi năm cũng có. Nhưng mà năm nay không thấy có các bạn. Không thấy có rẽ nào luôn. Không biết chỗ các bác như nào, chỗ em năm nay không có rẽ. Chịu rồi. Bây giờ tập trung vào đánh con trích với con mắt đỏ của hoa các bạn. Nhưng con đấy thì thời tiết như thế này nó sẽ đi cực mạnh. Đây là dòng lưới, đây là dòng lưới đánh rẽ các bạn nhá. Nhưng dòng lưới đánh rẽ này thì đánh te cực thích. Tại vì con te là đi buổi sáng sớm mà, với cả chiều tối, chủ yếu là sáng sớm nhiều các bạn. Đây được đúng đàn te đâu các bạn. Một con vạc gỡ từ chiều tối rồi. Đây được đàn te này được. Ủa chỗ này thích lắm. Được đàn te này được 5 con các bạn. Đi lại chỗ này nó hơi vất vả tí các bạn. Hơi thụt đây. Quá đẹp luôn này. Cho một cuộc tình này các bạn. Te đây nhá. Te vàng. Đấy. Đánh con te vàng này mình cứ dùng sợi 15 này đánh là tàng hình là ngon nhất. Được 5 con các bạn. Được 5 con te. Nói chung là cũng gỡ gạc lại được công các bạn. Đây te này. Kìa chắc được một con rẽ rồi. Một con rẽ các bạn. Xem nó là rẽ thường hay rẽ đuôi xòe nhá. Nếu mà rẽ đuôi xòe thì đánh rẽ đuôi xòe nó sẽ thích hơn. Con rẽ thường này chỗ em. Chỗ em nó kém lắm. Năm nay nó kém. Chẳng biết làm sao nhưng năm nay cực kém hơn con rẽ thường đấy. Con khỉ chuồn nó xoắn rồi. Con te này nếu mà đánh chuẩn nhất phải đánh sợi 18. Nhưng mà đánh sợi 18 thì nó bền lưới nhưng mà nó lại không tàng hình lắm các bác. Đấy. Đây, te đây. Nói chung là cũng có công các bạn. Lỡ gạt lại được. 55, 25, ui đây con cú. Con cú mũi các bạn. Đấy, hết rồi. Ra xem tay này có con gì nữa không. Không nên có rẽ luôn các bạn. Mai thử đánh nguyên đuôi xòe xem thấy đuôi xòe không nhá các bác nhá. Hôm nay vẫn đánh con rẽ thường. Nhưng mà hai hôm nay thấy con rẽ thường không được có luôn. Mỗi hôm được con với hai con. Hôm nay chẳng được con nào. Không thấy con gì luôn, được đúng hai con bói cá các bác. Đúng hai con bói cá. Ôi, chịu món rẽ này rồi. Đấy thì tổng kết được có 5 te, 1 vạc. Hết các bác. Không được con gì nữa. Như là chỗ các bác được nhiều, chỗ em lúa này. Hỏng hết này, chuẩn bị cắm đánh trích. Nhưng mà cũng chưa có thời gian để cắm. Nói thật các bác đấy. Công việc nó quá là bận. Và năm nay các bác đặt lưới. Làm những cái lưới đặt này nó lâu lắm. Nó không như lưới có sẵn. Lưới có sẵn thì làm rất nhiều. Có bác thì dùng loại có sẵn, có bác đặt loại lưới riêng đơn giản. Làm nó kỳ công lâu lắm. Đây, các bác, toàn cảnh bãi này.
À, bố em đang ra gỡ hộ em để về còn đưa con cái đi học các bạn. Thôi chào các bác nha, hẹn các bác video lần sau. Bác nào cần sản phẩm gì về lưới loa đài âm ly hai tiếng thì em cung cấp miễn phí các bác nhé, cần cứ liên hệ em. Bác nào xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác video sau.